Xin chào. Mâm cơm của gia đình Kỳ Duyên Ngộ của mình hôm nay mình sẽ nấu món canh bí, là canh bí bí ngô đỏ, bí rợ, còn gọi là bí rợ. Mình sẽ nấu với nấm, nấm rơm. Đây là nấm. Mình mua nấm búp như vậy nè, nó rất là ngon. Người ta còn gọi là nấm bê cô nữa đó. Bởi vì cái nấm này ăn khi mình nấu nó béo lắm. Nó ngon hơn cái nấm tròn. Thường thường mình ăn gia đình thì mình thích, rất là thích mua cái món nấm này, nó ngon hơn nấm tròn lắm. Trước tiên là mình sơ chế nấm, rửa cho sạch, cho vào nồi rồi bắt nước lên. Nêm nếm nè các bạn, ở trong cái nước canh này mình sẽ nêm một muỗng nấm bào ngư, nấm hương, nấm bào ngư hay nấm hương, một chút xíu bột ngọt thôi, một chút muối, muối Bạc Liêu. Rồi xong, mình sơ chế bí nha. Ở đây mình sẽ cho một ít xíu đường thôi, không có nhiều, rất là ít. Rồi bí mình sơ chế, ở đây trái bí này là hôm nay là một cái bí non cho nên mình sẽ không lấy hột ra, mà mình cũng không có gọt vỏ nữa, mình để nguyên trái luôn, cắt ra. Bởi vì trái bí non này mình để nguyên trái như thế này mình nấu ăn rất là bổ dưỡng, nó vừa có ruột có hạt rồi cái vỏ bí luôn. Thì cái cách mà nấu cái món chế bí này, cái chỗ cái hạt này nó hơi cứng, mình sẽ lấy ra, còn cái hạt chỗ nào nó non thì mình khỏi, chứ lại có một bề nó sẽ hơi cứng. Đặc biệt là trong cái cách nấu canh bí rợ này thì có thể là mình không cần nước sôi đâu, mình cắt bí xong mình sẽ cho cùng vô với nồi canh luôn để mình nấu cho nó ra nước ngọt cùng một lúc. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Đây là mình chuẩn bị một cái chảo để mà mình làm đậu hũ muối chiên tiêu. Ở trong món đậu hũ muối chiên ngày hôm nay là mình sẽ ướp đậu hũ. Mình sẽ ướp đậu hũ cùng với muối, muối ớt hoặc là muối tiêu cũng được, tùy người ăn hơi mặn thì mình cho nhiều muối một chút, còn người ăn lạt thì mình chỉ cho ít muối thôi. Hôm nay mình sẽ ướp cùng với muối muối tiêu, muối ớt. Muối tiêu đi, mình sẽ ướp muối tiêu, mình rắc một chút muối tiêu vào. Này mình chỉ làm cho cái hương vị nó ít mặn cho nên mình rất ít thôi. Mình rắc một chút bột ngọt, dặn cái độ mặn lại. Và kế đó là mình cho tiêu vào. Trong cái đậu hũ muối chiên này hôm nay mình sẽ ướp cùng với tỏi. Cùng với một ít hành lá. Mình lấy cái gốc hành thôi, mình không có lấy hết lá. Mình ướp bằng gốc hành nó thơm hơn. Nhuyễn ra, cũng không cần thiết quá nhuyễn, nhuyễn vừa cũng được. Xong mình cho hỗn hợp vô, xóc đậu hũ cho đều lên. Rồi bắt đầu chảo nóng, mình
cho đậu hũ vô. Này là một món mặn để ăn cùng với mâm cơm canh bí rợ của mình. Canh bí đỏ. Bí đỏ mà là loại bí non, bí Thái. Cho nên cái hương vị của trái bí nó ngọt, nó rất là thơm. Nếu chúng ta hầm dừa thì mình nên lựa bí già, ruột nó đỏ nhiều hơn, cái thịt nó đỏ. Còn mình nấu canh mình ăn thì mình nên chọn bí non, bởi vì bí non nó sẽ ngọt hơn, cái mùi vị nó thơm hơn. Còn mình hầm dừa thì mình cần cái chất dẻo của cái độ của trái bí, cho nên hôm nay mình chọn cái bí non để nấu canh. Và đây giờ đậu hũ rồi, mình sẽ cắt mỏng để chiên giòn. Trong bữa ăn mình có khi mình chế biến khoảng chừng 2 món, 3 món. Ngày xuyên nữa thì mình làm vài món ăn trong bữa cơm chay. Bởi vì khi cơm chay á, thì cần nhiều rau củ quả, đậu hũ để tăng chất dinh dưỡng cho gia đình, cho bữa ăn chay của mình. Cho nên mình chế biến vài món. Thật là đơn giản nhưng cũng nhanh gọn, không có tốn nhiều công sức. Thì mình rất là siêng, lúc nào mình cũng muốn làm cho bữa cơm gia đình phong phú, không có tốn nhiều công sức đâu nha các bạn. Dễ làm, nhanh gọn nhưng đơn giản, nhưng mà rất là ngon, bổ dưỡng nữa. Nó có đủ lợi thế hết, cho nên chúng ta siêng một chút đi, để làm bữa cơm gia đình cho nó trọn vẹn. Trọn vẹn dinh dưỡng, trọn vẹn tình thương của mình dành cho gia đình. Rồi cắt xong, đợi một lát nữa mình chiên đậu hũ vàng rồi cái mình sẽ chiên tiếp tục đậu hũ này. Đậu hũ chiên của mình, đậu hũ chiên của mình vàng một bề, mình trở lại. Quá ngon, hấp dẫn lắm. Rất là may mắn, nhà mình gần lò đậu hũ, cho nên gia đình mình ăn chay nhờ có cái lò đậu hũ tươi này mà rất là bổ dưỡng, an toàn thực phẩm. Rồi, A Di Đà Phật. Nồi canh bí của mình cũng đã sôi lên tới tấp, và bí cũng chuẩn bị chín. Mình xin em thử nữa coi nó vừa ăn không nha các bạn. Ồ, rất là ngọt, hơi nhạt một chút, mình sẽ cho thêm một ít hạt nêm, ít thôi, không cần nhiều. Rồi mình sẽ để hành lá vô, hành lá làm cho nồi canh của mình nó thơm, tăng sức hấp dẫn lên. Rồi, canh đã chín mình nhắc xuống. Đậu hũ chiên của mình cũng sắp vàng rồi. Mình cũng sẽ chuẩn bị lấy đậu hũ chiên ra. Nó vàng nhiều thì nó sẽ giòn, miếng đậu hũ nó rất là ngon. Nó không đủ vàng thì miếng đậu hũ nó mềm. Ai thích ăn mềm thì nó sẽ béo, nhưng mà ai thích ăn giòn thì đậu hũ nó cũng béo, nhưng mà nó ít béo hơn, nó giòn, nó ngon, theo cái độ giòn riêng của nó. Rồi canh bí của mình nó đã chín hoàn tất, mình cho ra tô nha các bạn. Một nồi canh bí với nấm rơm đầy bổ dưỡng, ngon và bổ dưỡng. Nấm rơm làm cho nước bí, cái nước canh rất là ngọt.
Mình nấu một trái bí vừa gọn với 200 cà ram nấm. Như vậy thì nó đủ dinh dưỡng cho cái nồi canh bí của mình. Giờ mình cũng sẽ rải một ít rong biển. Tất thôi. Đây là rong biển gia đình chuẩn bị, em mình chuẩn bị để dùng để nấu những món canh. Nhưng mà không cần thiết phải để nhiều, mình muốn ăn để một mỗi ngày một ít thôi. Mình rang sẵn để dành trong keo. Khi mình nấu canh xong thì mình rải vô. Hương vị của rong biển cũng sẽ làm cho cái mùi canh của mình nó tăng hương vị lên đặc biệt. Nó cũng sẽ rất là ngon. Rồi, đậu hũ muối chiên của mình đã chín tới vàng. Mình nghiêng chảo cho dầu nó xuống. Và bắt đầu gấp ra dĩa. Một dĩa đậu hũ muối chiên cùng với một tô canh bí ngày hôm nay là bữa cơm của mình rất là đạm bạc nhưng mà rất là bổ dưỡng. Và bắt mắt. Và ngon miệng. Có đủ các yếu tố. Cho nên mình khuyến cáo mọi người cũng nên ăn chay. Nếu mà mình ăn không thường xuyên thì thỉnh thoảng cũng nên làm đồ chay ăn cho gia đình. Để làm chi? Để cho thân tâm mình nó an lạc, nó nhẹ nhõm. Rồi, đây là mâm cơm của gia đình mình. Gồm có một tô canh bí và một dĩa đậu hũ muối chiên. Rất là đơn giản phải không các bạn? Nhưng mà rất là bổ dưỡng và ngon. Rồi, cái món đậu hũ hồi nãy mình cắt nhuyễn. Ngày hôm nay là bắt đầu mình chiên. Mình chiên giòn. Mà đặc biệt là chiên dưới rong biển. Nó đã vàng. Mình sẽ lấy ra, vớt ra. Cho một miếng hành vô rồi vớt ra. Rồi, còn đây là một món đậu hũ mình kho nha các bạn. Đậu hũ mình cũng chiên vừa cho nó vàng tới thôi. Đừng có quá vàng. Xong thì mình cho chút đường, chút bột ngọt vô và nước tương. Nước tương nấu của người ăn chay. Rồi một chút nước lạnh. Thì chúng ta sẽ kho cho nó săn miếng đậu hũ lại. Nó rất là dai và ngon. Rồi như vậy là cái món đậu hũ chiên với rong biển đã xong. Đã hoàn tất. Ở trong đây mình cũng ướp một chút bột ngọt. Một chút hạt nêm. Mình chiên cho đậu hũ nó vàng tới. Thì mình sẽ rải rong biển vào. Mình rải rong biển cho nó đều, cho nó giòn lên. Rồi sau đó mình sẽ cho vô hành lá. Vậy thì nó đã xong một đĩa đậu hũ chiên rong biển. Sau khi đậu hũ kho của mình bắt lên bếp cho khoảng 20 phút thì nước nó đã cạn. Và mình kho cho nước nó sền sệt lại. Rồi tiếp đó mình cho hành lá vô. Hành lá làm tăng hương vị của đậu hũ. Đây là một món đậu hũ kho chay dành cho người ăn chay quanh năm suốt tháng. Mình làm ăn không có ngán. Rất là ngon. Mình kho miếng đậu hũ nó dai nó săn lại. Nhìn thấy ngon không các bạn? Tắt bếp. Rồi thì như vậy là món đậu hũ kho chay của mình nó cũng đã hoàn tất. Mình sẽ rải một chút tiêu vô nó cũng ngon. Xong.